Chào mừng các bạn đã trở lại với điểm tin công nghệ có HNews. Và đây là điểm tin công nghệ ngày 5 tháng 1. Samsung ra mắt Galaxy Z Fold 2 phiên bản giới hạn xuân 2021. Galaxy Z Fold 2 5G là phiên bản nâng cấp so với Galaxy Fold đã ra mắt hồi tháng 2 năm 2019. Với màn hình trong Infinity O 6.2 inch, màn hình ngoài Infinity O 7.6 inch, hỗ trợ tần số quét 120Hz giúp cho trải nghiệm chơi game cũng như là giải trí tuyệt vời hơn. Về thiết kế, dù không có thay đổi với phiên bản thương mại, nhưng khi sở hữu bản mùa xuân này, bạn sẽ nhận được một hộp đựng cực chất và những ưu đãi không kém phần hấp dẫn ở trong đó, bao gồm thẻ đặc quyền mua sắm Galaxy Z Elite, bao da cao cấp và một bảo hành Samsung Care 2 năm. Galaxy Smart Tag lộ diện thực tế. Sau nhiều thông tin rò rỉ về thiết bị Galaxy Smart Tag thì những hình ảnh thực tế của nó cũng đã lộ diện. Hình ảnh thực tế cho thấy thiết bị này sẽ có hai dạng thiết kế. Mặc dù vậy, một trong hai sẽ có tên gọi chính thức là Galaxy Smart Tag. Mặt sau của thiết bị đều có logo Samsung. Các thông tin khác của thiết bị này sẽ có Bluetooth tối ưu, hiệu quả tiết kiệm điện năng chuẩn 5.1, băng tần siêu rộng UWB, NFC và tần số vô tuyến nhận dạng. Ảnh render Xiaomi Mi 11 Pro. Mới đây trên các trang web mạng xã hội lại tiếp tục xuất hiện hình ảnh của Mi 11 Pro sẽ được ra mắt trong khoảng thời gian sắp tới. Điểm khác biệt đó chính là về thời phần thiết kế camera mặt sau khác so với Xiaomi Mi 11. Phiên bản Pro của Mi 11 sẽ có cụm 4 camera, trong số đó cụm máy ảnh này sẽ có một ống kính tiềm vọng với dòng chữ 120x. Ngoài ra máy cũng sẽ có ống kính ultra wide với tiêu cự là 35mm và 12mm. Một trong những điểm giống là máy ảnh sẽ có cảm biến chính là 108m giống hệt như trên Mi 11. Trong khi máy ảnh còn lại sẽ là ảnh zoom với ống kính tele là khoảng 2x hay 3x để thu phóng mượt mà hơn. Samsung chính thức gửi thư mời sự kiện Unpacked 2021. Samsung đã chính thức gửi thư mời sự kiện Galaxy Unpacked 2021 vào lúc 10 giờ EDT, tức là khoảng 22 giờ GMT cộng 7 giờ Việt Nam vào ngày 14 tháng 1 với khẩu hiệu là Welcome to Everyday Epic. Như thường lệ, Samsung sẽ phát trực tiếp sự kiện ra mắt Galaxy S21, S21 Plus và S21 Ultra, kèm theo đó là tai nghe Galaxy Buds Pro và một số sản phẩm khác tại buổi lễ này. So với mọi năm, Samsung quyết định ra mắt dòng Galaxy S sớm hơn so với dự kiến, được cho là để cạnh tranh với các dòng sản phẩm của Apple hay là Huawei đang khá được ưa chuộng trên thị trường. Trong hình ảnh được chia sẻ, chúng ta có thể dự đoán phần ảnh đen mờ trong hộp phía sau chính là cụm 3 camera trên chiếc Galaxy S21 dựa vào những hình ảnh rò rỉ gần đây. Và trên đây là điểm tin công nghệ của ngày 5 tháng 1. Cảm ơn các bạn đã đón theo dõi và đừng quên nhấn subscribe kèm nút chuông để đón chờ các bản tin tiếp theo nhé.